Xin chào các bạn, mình là Trang và chào mừng mọi người đã đến với bài tập Automation Marketing của mình. Thì trước khi vào video phần bài tập mà mình đã làm thì mình muốn show cho mọi người xem qua đó là những câu hỏi mà mình đã đặt với chat GPT để có thể làm được phần bài tập này. Thì trước hết mình nói luôn là cái phần bài tập về cái automation mình đã quên rất là nhiều, gần như là không còn nhớ gì nữa. Nên mỗi phần thì mình sẽ lại phải lên chat GPT hỏi lại. Thì ở đây mình muốn dùng lại cái cơ bản nhất, đó là mình dùng XPath. Vậy thì dùng XPath thì mình sẽ đặt câu hỏi cho chat GPT, đó là tải ảnh lên Facebook bằng XPath thì nó sẽ cho ra một đoạn code như sau. Và mình sẽ copy cái đoạn code này vào trong Sublime Text và chạy dưới CMD. Và trong khi đấy thì không phải là mình sẽ có phát là mình sẽ dùng được luôn, mà mình đã phải hỏi từng cái, ví dụ như là XPath cho phần tử này là gì để mình có đường dẫn chính xác click. Và đây là phần code mà mình đã làm. Nó sẽ khác với trên chat GPT, mình vẫn dùng một cách cũ, đó là mình sẽ chỉ đi hỏi từng XPath chứ không code hoàn toàn về cái mà chat GPT cho mình. Và bây giờ mình sẽ show cho mọi người về cách đã làm, mình đã làm với phần đoạn code này. Thì đầu tiên mình sẽ có đoạn code sẽ tự động đăng nhập vào MBasic. Thì ở đây là mình đã đăng nhập sẵn tài khoản. Mình sẽ click chọn ảnh. Với đoạn code kia mình sẽ có ảnh ở đây là BlueCat của mình đã được đăng nhập vào, tải ảnh lên. Và tiếp theo mình sẽ click vào phần xem trước. Và mình sẽ click vào phần đăng. Chỉ một vài XPath thôi và click thì các bạn sẽ có được phần ảnh tải trên trang cá nhân của mình như thế này. Theo như mình biết thì mình sẽ còn một vài cách khác nhau để có thể tải ảnh lên như thế. Và mong là các bạn sẽ góp ý thêm cho phần bài tập này của mình. Xin cảm ơn các bạn và đã xem video này của mình.